bạn làm được gì với 67 quát điện? Nhưng với máy giặt LG Smart Inverter, bạn có thể giặt xong một mẻ giặt chỉ với 67 quát điện, tiết kiệm năng lượng và giặt sạch vượt trội. Máy giặt LG Smart Inverter. Được ví như đến từ sao hỏa, cái đầu lạnh, trái tim ấm và suy nghĩ thực sự của họ sẽ có gì bất ngờ. Họ, những người phụ nữ đến từ sao kim, mềm mại nhưng cũng mạnh mẽ. Trước mọi vấn đề, quan điểm của họ ra sao? Và người cầm trịch của cuộc đối đầu hôm nay, nghệ sĩ Trấn Thành. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sao Hỏa Sao Kim. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sao Hỏa Sao Kim do Đài Truyền Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình của chúng tôi rất hân hạnh được sự đồng hành của công ty điện tử LG. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Sao Hỏa Sao Kim và dĩ nhiên sẽ có rất là nhiều những câu hỏi thú vị dành cho quý vị khán giả đang xem chương trình tại nhà. Nếu như quý vị và các bạn muốn tham gia trả lời câu hỏi cũng như nhận được những phần quà rất là hấp dẫn đến từ công ty điện tử LG, chúng ta hãy click vào trang fanpage của chương trình hoặc dòng link dưới đây để chúng ta cùng tham gia, để cùng đến với chương trình thật là thú vị quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi là một chương trình giải mã tất cả những điều thắc mắc về sự khác biệt cũng như tương đồng giữa nam và nữ giới. Điều gì đã khiến cho cái điều đó xảy ra? Thưa quý vị, đó là sự khác biệt. Đàn ông là sao hỏa thì đàn bà là sao kim. Và đối với chương trình sẽ là những cuộc đối đầu rất thú vị để tìm ra những câu trả lời giữa sự khác biệt và tương đồng giữa nam và nữ. Chúng tôi xin được giới thiệu hai đội trưởng Lâm Vi Dạ và đạo diễn Đức Thịnh. Và xin giới thiệu về phía team nữ, chúng tôi hân hạnh đón chào nghệ sĩ Lê Giang và một cô người mẫu xinh đẹp Châu Bùi. Về phía mé nam, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm và một fashionista bạn Cao Minh Thắng. Là bây giờ trong gia đình em có thường xảy ra những cái mâu thuẫn chỉ vì nó rất là buồn cười, đáng lẽ nó không đáng có, nhưng chỉ vì là cái sự suy nghĩ khác nhau giữa phụ nữ và đàn ông thôi? Dạ có, đơn giản là cái chuyện đi ăn thôi anh. Thí dụ mà chồng em hỏi là hôm nay muốn ăn gì, nói dạ món gì cũng được. Cái ông nói gì bánh ướt, dạ thôi bánh ướt mới ăn hôm qua. Vậy bún bò, thôi bún bò mới ăn hồi sáng. Vậy chứ giờ muốn ăn gì món gì cũng được. Đó làm hoài vậy mà cứ lộn đó anh. Phụ nữ khi nói cái gì cũng được là không có cái gì được hết. Đúng. Dạ vâng. Con gái nó có là không, con gái nó không là nó có đó. Dạ vâng. À, còn đạo diễn Đức Thịnh, anh gia đình có ổn không anh? À, trước đây thì anh chưa có nhận diện cái sự khác biệt giữa nam và nữ nhiều, nhưng mà từ khi mà lấy vợ á, giờ ở chung với nhau thì anh thấy rõ là cái sự khác biệt khủng khiếp lắm. Dạ em mới có năm mấy đúng không? Dạ. Con đường đau khổ của em còn về phía trước đó Thành à. À còn vậy. Còn Lê Dương Bảo Lâm, em mới lấy vợ, cuộc sống em ổn chứ? Dạ cũng không ổn lắm anh ơi. Còn bạn Cao Minh Thắng, người yêu của em với em có hòa thuận nhau không? Không ạ. Khá tranh cãi nhiều. Khá là khiêm tốn đấy. Thường là trong cái sự tranh cãi nó liên quan đến cái vấn đề gì nè? Mọi vấn đề trong cuộc sống, để em ví dụ này. Trước khi đi ra đường chẳng hạn, người yêu em sẽ nói là anh lề mề quá. Em nửa tiếng nữa là em xong rồi đấy. À, 5 phút là em xong rồi. Em đợi nửa tiếng, vẫn đang vuốt tóc. 1 tiếng sau vẫn đang đánh má. À. 1 tiếng sau vẫn đang kẻ mắt. Tổng em cộng một nhá. Lúc sau là 3 tiếng rồi. À quên mất đang ngồi đây. Quý vị thấy không? Hiện nay đang ngồi tại cái khán phòng này, chưa giao chiến mà đã thấy có mâu thuẫn rồi. Dạ. Và xin giới thiệu đây Châu Bùi, thấy không?
người yêu của Minh Thắng. Và bây giờ trước khi đến với phần đối đầu, chúng ta sẽ cùng thoải mái uống tí nước nha. Giống như thần đèn vậy đó. Wow. Gõ hiện đèn thôi. Wow. Dạ. Dạ mọi người thấy trong có nước gì rồi đó, uống gì anh? Cho em đi đá me đi. Đá me hai bé, đi ra ngoài kia uống. Vừa phải thôi. Hay quá à. Có gì trọng cưng? Sữa tươi, orange juice, dâu ua. Cho chị cam giác. Lấy chạy nước suối luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những cuộc chiến dành cho sao hỏa, sao kim. Và chủ đề của chúng ta sẽ bàn hôm nay là về mùa sắm. Đa số 90% nhân loại đều khẳng định phụ nữ mua sắm nhiều hơn đàn ông. Tại sao phụ nữ lại mua sắm nhiều hơn đàn ông? Để tìm ra câu trả lời, chúng ta theo dõi một đoạn kịch nhỏ. Mời quý vị cùng theo dõi vở kịch Vợ tôi nghiện mua sắm. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thắm thầm, khắp con xuồng bé nhỏ mong manh, nón lá đỏ thiên tóp dài con nước đổ. Chị ba ơi, em đã đợi lâu rồi. Em đợi chị sáng giờ, em kêu chị ủi cái áo, chị đi vô, rồi chị ăn sáng, xong rồi chị make up, xong chị ăn bận như đi event vậy đó. Mà chị là người giúp việc, rồi cái áo tôi vẫn chưa thấy luôn. Ủa giúp việc không được sửa soạn hả em? Dạ được chị, nhưng mà vấn đề là giờ chị còn đẹp hơn em nữa chị ba. Trời. Em kêu chị ủi cho em cái áo để em thay em đi tập thể dục, mà nãy giờ từ nãy giờ cả buổi sáng em vô em đọc báo rồi em tắm rửa em làm xong hết mọi chuyện thì giờ qua luôn, giờ tập thể dục giờ phải đi làm luôn rồi chưa thấy cái áo đâu. Chị nghe, nhưng từ từ chị làm. Nguyên buổi sáng từ từ gì nữa. Bây giờ em muốn cái áo phải không? Em nghĩ hồi xưa nói vậy nè, chắc là em mướn lộn. Em mướn người giúp việc mà em mướn lộn bà nội đó chị. Nhưng chị về chị muốn làm gì chị làm mà. Thành, em đừng nói vậy nha. Em nói vậy là em xúc phạm đến chị. Công việc của nhà này chị làm bổn phận của chị rất đàng hoàng đúng không? Có cái áo này thôi mà em đỡ em xài xẻ chị, trong khi chị làm cho em bao nhiêu năm rồi Thành. Trời ơi, cái cuộc đời chị dù có làm hay cái gì chăng nữa chị vẫn phải đẹp. Em quên rồi, em xin lỗi chị. Trời ơi, chị nói đúng quá mà sao em... Đây đúng, đúng, bây giờ coi vậy em làm chủ, em quên rồi em xin lỗi chị. Biết lỗi như vậy là tốt. Giờ tôi đưa cái áo cho em đi. Em dằn mặt ai vậy? Em liền áo em đó. Mày này. Em đi. Không biết đâu. Hey, mình đang chơi. Không biết. Không biết. Không biết. Không biết. Không biết. Em câm hả? Tại sao không nói nên lời mà liền cái áo hoài? Lý do em phải nói. Bây giờ em nói nè. Nói đi. Chị nghỉ việc đi. Ủa sao vậy? Giờ chịu hết nổi rồi. Cái áo của em màu đỏ, chị giặt làm sao mà nó ra màu trắng nõn như vậy hả? Chị ngâm thuốc tẩy cái kiểu gì mà cái áo từ màu đỏ mà chị giặt nó ra trắng giả như vậy mà chị coi được? Chỉ là chị bỏ có một miếng thuốc tẩy vậy thôi. Một riếu vậy thôi là nó đủ trắng cái áo ta rồi. Thì bây giờ em nhìn đi, em nhờ có thuốc tẩy mà bây giờ cái áo em nó trắng nó đẹp. Người ta mua cái áo màu đỏ, bà giặt ra cái áo màu trắng, bà vẫn chưa thấy vấn đề nữa. Trời ơi, tôi phải cho chị nghỉ việc, tôi chịu hết nổi chị rồi chị ba. Chị bây vô giờ... nhà chị làm người ở mà chị như mẹ người ta. Chị đeo đồng hồ hột xòn, dây chuyền chị dài thòn xuống đây chị đi event hả? Dạ. Chưa có chịu một... hết nổi rồi. Cái gì mà ồn ào quá vậy? Trời ơi. Nè. Em ơi. Gì vậy anh? Bây giờ anh chịu hết nổi chị ba rồi, anh chắc anh phải cho chị nghỉ thôi. Sao mệt ghê, anh đàn ông mà lúc nào cái miệng anh cũng quang quang à. Chỉ làm với em bao nhiêu năm nay có bao giờ em nói nặng chị tiếng nào đâu. Anh chưa. Ví dụ gì em mà em coi chị giặt trắng luôn cái áo của anh. Em mua cho anh màu đỏ mà giờ giặt thành màu trắng luôn đó. Thì cái áo này trắng.
thì nó là màu trắng. Ừ. Nhưng mà cái áo này là cái áo em tặng cho anh, bữa nó màu đỏ. Thì đúng rồi, chị giặt cái áo thì màu trắng đó. Em vẫn chưa hiểu vấn đề hả? Ừ. Cái áo em mua cho anh là màu đỏ. Bây giờ nó ra màu trắng. Đúng không? Màu trắng mà. Hai người giống như cái chuyện này hiển nhiên đúng vậy đó. Cái áo màu đỏ giặt màu trắng không có gì xảy ra chứ, hiển nhiên đúng vậy đó. Nó là hiển nhiên mà. Bởi vì sao? Bởi vì nguyên bản nó là cái áo màu trắng. Em tặng anh là cái áo màu đỏ, anh đâu có bị mất trí đâu. Anh đang bị mất trí nha. Cái áo màu đỏ của anh nằm trong tủ, còn cái này là cái áo màu trắng. Một kiểu mà em mua 12 cái, 12 màu. Chị đi lôi cũng chuyện gì đi. Thì tôi đi nè, ta chuẩn bị đi, con nói. Ai chị một mình vậy đó là làm mất bao nhiêu thời gian của người ta. Trời ơi, cái gì vậy trời. Đó bây giờ tôi làm được không được thì thôi bữa nay dứt khoát đi chứ còn hành hạ người ta quá. Ăn thịt người ta luôn đây. Ăn thịt gì? Cậu mới ăn thịt tôi đó. Trời. Suốt ngày kiếp chuyện chửi tôi à. Ủa mua gì mà tới 12 màu dữ vậy? Tại em thấy nó hợp với anh mà, cái kiểu này nó đẹp. Không hợp thì mua 2 cái thôi, em mắc gì mua 12 cái dữ vậy cưng. Mua 12 cái để anh mặc 12 tháng. Mỗi tháng 1 cái. Ủa tại sao mua 12 kiểu không được, tại mắc gì mua 1 kiểu. Trời ơi anh không biết gì hết, tại vì bữa đó nó sale. Nó sale làm sao? Nó sale là sale mua 10 cái tặng 1 cái. Trời ơi thay vì cái số tiền đó ta mua được 10 cái mẫu khác ta bận. Mà anh bận gì tới 12 cái. Khỏi mặt nó bực mình. Em xin lỗi, em xin lỗi. Tôi coi như cái lỗi đó là lỗi của em. Em nói chuyện với em đó. Mà xin lỗi, tôi từ nay về sau em hứa em. Hà chi mà, hà chi mà. Nhiều ba. Ba mình thổ thổ bên đây nữa mà. Anh nói như nè, em sẽ lấy công chuộc tội. Sắp tới là sinh nhật của ba ha. Em sẽ tặng ba một món quà mà bảo đảm khi mà ba nhìn thấy món quà này ba sẽ rất là thích. Em bày ra cái vụ gì nên em tặng ba cái gì vậy? Cứ chờ mà xem. Ủa em sao tủ quần áo gì móc được có 2 cái áo vậy cưng? Hay quá em ơi, em mua này tặng cho ai vậy? Dạ tặng cho ba. Cho ba mình. Tặng cho ba chi vậy bé? Dạ tặng cho ba để mấy lần mà ba đi đám cưới ba mặc đồ vest đó, đồ Âu đồ đó. Cái ba bỏ trong đây ba hấp. Năm ba ăn đám cưới được chừng 2 lần đó. Ủa, em sai nữa hả? Em trật hoài luôn đó. Thôi để em trả lại cái máy cho người ta nha. Trả cái gì? Sao vậy? Mua mà trả người ta cái gì? Chứ giờ sao? Để đó anh xài. Cái máy này là hợp với anh. Dạ. Anh đi làm ngày nào anh cũng mặc vest hết, em hiểu không? Nói chung là anh sẽ có những bộ đồ thơm tho, anh thích lắm. Dạ. Em ơi, bây giờ vô chịu cái đó, mua cái này thì chịu nè. Thà vậy đi, mua sắm cái nào nó mới hợp lý cái đó. Cả nhà ơi, cả nhà ơi, tôi hỏi đây có phải chị Dạ không ạ? Dạ phải ạ. Tôi xin tự giới thiệu, chức vụ của tôi là giao đồ. Dạ. Shipper. Đúng rồi chị. Giao gì vậy? Món này hay lắm, đây là vest tổ ong 7 màu. Trời ơi em đặt hàng bữa giờ mới có đó. Đúng rồi, dép này đi ở nhà tiện lắm anh. Nè, một cái màu xanh nha. Đó, một cái màu gạch nha. Màu hồng. Ok, một cái màu đỏ nha. Và đây là màu tím nha. Tím thị trường. Ô, xanh lá cây luôn nha. Xanh lá cây. Đây là màu cam nữa nè. Đây cuối cùng là màu vàng. Màu vàng. Cảm ơn anh. Còn nữa nha chị, còn nữa. Ủa còn nữa hả ta? Cái gì vậy? Hả? Suy nghĩ coi không biết đặt nhiều quá không nhớ. Còn nữa anh, còn nữa anh. Đây là một cái chậu cây phong thủy. Phong thủy nha. Phong thủy nè mình đặt ở nhà nó rất là tốt cho phong thủy. Trời đúng ơi, đúng rồi, cây phong em... thủy người ta mua cây thiệt chứ mua cái cây gì đâu, cây nhựa giả này trời ơi trời. Không phải nó giả nhưng mà phong thủy nó tốt lắm. Phong thủy gì? Phong thủy là không phải là mê tín dị đoan đâu nha. Còn cái này nè, cái này mới nè, là kính chiếu yêu nè. Chị nha. Tự nhiên gia đình đang vậy, nhà cửa đang sang trọng vậy, mua cái gì làm cái gì? Nhưng mà chưa hết đâu nha anh, còn nữa nha anh. Hả? Mua gì mua dữ vậy? Diếp tổ ong. Đâu phải đất sét em bé đâu mà làm gì đủ màu vậy? Trời ơi anh biết không, cái này là em phải gọi là em order đó, em đặt hàng hả? Cả tuần lễ là mới có đủ 7 màu này cho anh đó. 7 màu anh mang 7 ngày, mỗi ngày một màu. Cái này là hay em ơi, lắm.
Em ơi, dép tổ ong này anh mang cho ai coi đâu mà bảy màu chi? Đâu có anh, bây giờ anh lớn tuổi rồi, anh phải mang màu sắc nhiều như vậy mới thấy anh trẻ lại. Ra tặng Trường Giang đi. Chỉ có Trường Giang mới xài thôi. Thôi em thích anh mang mấy cái này, nó rất là dễ thương. Trời đất ơi, tự nhiên anh đang làm văn phòng mang dép tổ ong làm cái gì? Đi chơi với em mang cũng được, mỗi đứa một đôi, dễ thương, em thích. Trời đất ơi. Rồi còn cái này nữa. Bây giờ mua cái này là cái cây gì vậy? Cây phong thủy. Em mua là em muốn tốt cho gia đình mình thôi. Em cũng mua cho anh, chứ anh thấy có em mua cái gì cho bản thân em đâu. Cái này anh đâu có cần đâu, mày mua cho anh chi? Cả nhà ơi, cả nhà ơi. Đây nè, cái gì nữa? Mua cái này là hay nè. Đây là một cái máy chụp hình lấy liền. Ủa vậy hả? Siêu dễ thương, siêu tiện lợi luôn, hay lắm. Ồ, hay chưa? Em mua đó. Sử dụng rất là dễ. Đây nè. Ủa cái gì mà mua 3-4 cái một lần vậy? Em một cái, anh một cái, ba một cái, mẹ một cái. Anh đây, đây anh chỉ cho nè, nút nguồn nè, thấy không? Dạ. Mình cho mình khởi động cái này lên cái. Ừ. Là mình có thể chụp được liền. Ừ. À, bây giờ nè, tôi làm cho hai anh chị một cái mô hình thật là lãng mạn nha. Ờ ờ. Rồi hai anh chị đứng lên tạo dáng cái đi. Chịu khó cái là canh ra canh sáng cái. Thôi quay qua mặt qua đây cho chút cho nó lấy sáng nè. Không, cái dáng này già quá. Tạo một cái dáng nào đó nó sẽ xịn tin dâu lên tí xíu. Đúng rồi đó. À ta, anh coi coi nhảy qua đây cái. Nhảy qua, đúng. Ê, xuống đất. Ta vuông, lùi lại xíu cho nó sáng đẹp hơn. Dạ, có giờ lên. Anh ơi, bị bông gân anh. Dạ. Đó, ok. Dạ. Rồi, xong rồi đó. Dạ. Ủa, là lát nữa nó lấy liền hình vậy luôn hả? Đúng rồi. Nè, nhìn nè, đó. Nó chạy ra chạy vô, mỗi lần chạy ra là một màu, phải không? Cứ chạy ra là thêm màu nữa. Nè, anh chị, đó. Cái hình bố cục. Trời ơi, vui ha. Cưng á trời. Trông ghê, rõ ghê nè. Dạ. Trời ơi. Rồi cái xé này ra được luôn. Giờ làm sticker đây, để. Ừ, để về trong tim. Đó. Đâu. Đi đi, chào anh chị nha. Ok, cảm ơn rồi. Anh. Ê, nói chung là mai mốt á, mua cái gì vừa phải thôi. Quá trời. Hên là bữa nay mua 4 cái. Chứ nghe tôi thích, mua 40 cái. Chứ tôi chết. Chị nghe chưa? Bớt mua sắm lại. Biết rồi. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một tình huống mà tôi nghĩ chắc chắn là trong cuộc sống ai cũng gặp phải. Đó là người vợ trong gia đình nói riêng và phụ nữ nói chung thường hay có một cái bệnh gọi là bệnh shopping. Vậy thì người đàn ông sẽ phải vượt qua được những điều đó như thế nào? Và đây là vòng 1, họ không giống nhau. Chương trình sẽ có một số câu hỏi được đặt ra cho các bạn. Và chúng tôi đã khảo sát trên sự trả lời của 100 người và tìm ra những đáp án được nhiều người đồng tình nhất. Các bạn sẽ lên đây bấm chuông giành quyền trả lời cho đội của mình. Xin mời thành viên thứ hai của hai đội. Xin mời Lê Giang. Chị Giang, chị Giang, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Câu hỏi là vì sao phụ nữ thích mua sắm? Mời chị Lê Giang. Em bị hư ở đây. Cái này cái chuông người ta bấm gì nè, là cái này nó lên, là cái này nó không lên nè. Dạ con ơi, nè. Cứu luôn. Đây nè. Có nghĩa là mình nhấn đập nó không lên. Đó, tôi nhấn đúng đó. Rồi. Quá trời kìa. Chơi mà cái lộn quá. Thôi gây lộn thôi, đừng bỏ. Dạ khoan nè, giờ trả lời với câu hỏi vì sao phụ nữ thích mua sắm. Cười nha. Vì sao nè? Vì từ sao từ phụ nữ thích mua sắm? Từ từ, cái gì phải trúng xác? Thì thích làm đẹp. Làm đẹp. Thích làm đẹp. Vì sao phụ nữ thích mua sắm mà? Thích làm đẹp. Không hiểu luôn á. Sao? Vì sao phụ nữ thích mua sắm? Có tiền. Có tiền đúng không? Vì có tiền. Có tiền mới mua được. Thì đó. Vì sao phụ nữ thích mua sắm? Lê Giang trả lời vì có tiền. Đáp án của chương trình. Bằng bằng. Thưa quý vị, Lê Giang bấm chuông giành quyền trả lời nhưng trả lời sai. Quyền ưu tiên trả lời thuộc về đội Nam. Yeah. Ủa đi đâu về? Đi về chị. Về đi chị. Lát tính sao? Dạ, về đi chị. Thua rồi đó.
Thiệt. Chưa trả lời mà. Mời anh Thịnh. Tại sao phụ nữ thích mua sắm ạ? Cũng có nhiều lý do. Đúng. Khi buồn họ cũng mua sắm, khi vui họ cũng mua sắm. Đúng vậy. Cái này câu này thật ra tưởng dễ nhưng mà khó trả lời. Khó lắm. Nhiều khi họ mua vì thói quen. Vì thói quen phải không? Vì thói quen. Chọn không? Chưa. Cái lý do đầu tiên nó dễ thiệt dễ luôn, đừng suy nghĩ gì nặng nề hết. Rồi em trước đi. Em nghĩ là khi rảnh. Khi rảnh. Rảnh. Vì rảnh. Phụ nữ mua sắm nhiều là vì rảnh. Đáp án của chương trình. Không đúng. 31%. Xuất sắc. Ủa? Em nó có kinh nghiệm. Và phụ nữ là phái làm đẹp. Cho vì vì họ phái điệu. Thích làm đẹp. Đáp án. Trời. Thấy chưa? Không chính xác. Bạn gái em bình thường rảnh có đi mua sắm không cưng? Đa phần anh ạ. Đa phần đúng không? Khi mà bận rộn về công việc, về tất cả những chuyện khác, về công việc, về gia đình hay là những gì, sẽ không có thời gian để nghĩ những việc đấy. Mà khi phụ nữ rảnh thì họ sẽ thường nghĩ đến mua sắm, em nghĩ là đầu tiên. Đúng. Mà cũng là chuyện cuối cùng luôn. Đúng. Nói vậy là tôi thấy sai. Là vấn đề là bây giờ rảnh nhưng mà không có tiền lấy gì mua. Rảnh nhưng mà không có tiền lấy gì mua. Lấy gì mua? Đúng. Thiệt. Đúng rồi. Thiệt. Đúng. Phải hợp lý. Đúng. Nhưng mà không ai trả lời giống chị. Vậy thôi. Anh Thịnh. Cái hàng khuyến mãi. Phải anh ta. Không đúng. Cái lý do này cũng hợp lý ha. Vì, đúng ạ. Anh nghĩ là vì hàng khuyến mãi á. Vì khi có đồ sale là đi mua. Cái này tôi thấy đúng nè. Đó mà cũng không ai trả lời giống gì nữa. Bây giờ thắng là người cuối cùng. Nếu thắng trả lời không chính xác nốt câu này mà cộng lại vẫn chưa qua 70 điểm thì quyền trả lời sẽ thuộc về đội của các bạn nữ. Mời các bạn hội ý đưa ra đáp án cuối cùng. Khi đi cùng đám bạn thân. Khi đi cùng đám bạn thân có vẻ hợp lý. Khi được rủ rê. Rồi. Chưa vượt qua 70/100 điểm. Khó quá, khó quá. Và câu trả lời thuộc về đội nữ. Rảnh cũng có thể mua sắm được. Ừ. Vui cũng có thể mua sắm được. Và buồn cũng có thể mua sắm được. Mà đúng thường á, khi mà em buồn và khi em bị stress thì em cảm giác mua sắm là một cái gì đó rất là gọi là xả stress, xả stress. Em muốn chọn cái gì? Em nghĩ là buồn. Nghĩa là cái tâm trạng mình đi xuống. Buồn vui gì cũng có thì nhưng mà chắc chưa? Buồn chưa? Thể hiện sự quyết tâm nào. Buồn. 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 Phụ nữ thích mua sắm vì hay buồn. Chính xác. Chúc mừng Huy ạ. Kỳ thiệt á. Tôi thấy nhiều khi trả lời là bậy mà đúng. Cái này nó đúng mà. Không, riêng cái buồn này thì đúng. Thiệt. Tôi trúng mà tôi cũng không thấy tôi vui. Bởi vì tôi thấy nó xàm. Xàm. Không. Cái này đúng. Buồn người ta hay shopping. Bây giờ buồn nè. Đi buồn tôi đi ra nè. Tôi nhìn thôi, tôi rồi túi tôi đâu có tiền nào mua. Trời ơi, nói có nghĩa là quay đi quẩn lại cũng phải có tiền. Phải có tiền chứ, ai mà tự nhiên ra cầm miếng giấy bán túi này đi. Cầm miếng giấy bán túi này đi. Nói chuyện vô lý, tôi không có chịu. Mặc dù tôi thắng. Mặc dù thắng, tôi không chịu. Phụ nữ là vậy thưa quý vị. Và đội nữ cộng lại 62. Mời thành viên thứ ba. Lý do đàn ông không thích đi mua sắm với phụ nữ là gì? Anh ơi, anh ơi. Em theo cơ quan này nhé. Anh hỏi lại câu hỏi được không ạ? Đúng rồi cơ, được quyền hỏi cơ. Nó vừa nó xí chỗ trước vậy thôi nó. Lý do đàn ông không thích đi mua sắm với phụ nữ là gì? Vì phải đợi lâu ạ. Hợp lý. Đó, hợp lý luôn. Hợp lý nha. Vì phải đợi lâu, hợp lý luôn. Đáp án. Đúng quá rồi. Đúng dữ lắm bèn, câu này bèn. Tèn tèn sao được.
Chính xác, chúc mừng em. Về đi cưng. Tại vì khi mà người đàn ông mà đâu có chờ đợi. Bây giờ tới chị nè, rồi chị muốn nói gì nói nè. Đợi đó, đợi chị nói rồi, đi. Thường á, thì để cho bạn gái mình đi thoải mái hơn mình. Ừ. Vậy thôi, chốt đi. Chốt ha. Để cho bạn gái thoải mái. Phải đúng thôi. Nàng lát nữa tôi cãi nữa. Có một cái này mà nó đúng tâm lý nhất luôn nè. Tôi làm MC tôi nói không được. À không có tiền cưng đi. Lấy không có tiền đi. Sợ gọi là sợ. À, sợ trả tiền cho bạn đúng gái rồi, sợ trả tiền. Chính xác. Trời ơi hay quá. Tôi là tôi đang nghĩ tới cái đó. Sợ đó. Trả tiền. Sợ phải trả tiền. Đúng rồi. Ok vậy. Tại vì đàn ông sợ đi với shopping với đàn phụ nữ là sợ trả tiền, đúng rồi. Thật đúng lắm luôn á. Bây giờ hai câu trả lời sai rồi. Châu Bùi, em hãy cố gắng trả lời sao đúng phải câu này. Kiểu, kiểu. Sao phải sách đồ? Không cưng, cái đó bình thường ga lăng là phần nam và phải thích đồ cho phụ nữ rồi, đơn giản lắm. Châu Kiếm Bùi, đi. Em ráng trả lời đúng câu này, tại vì đây là câu trả lời quyết định. Nếu sai sẽ thuộc về đội kia và nhắc cho các bạn biết là số điểm sẽ nhân đôi. Sách đồ. Chốt ạ. Chốt chưa? Chốt. Đội trưởng này sao? Dạ sợ với sách đồ. Sách đồ đúng không? Sách đồ. Sách đồ. Sách đồ. Cái này mà không đúng nữa thì Trời ơi. Bây giờ mới tới phiên đội nam. Một câu trả lời chốt hạ. Thật ra mỗi lần mà phải cảnh nói cảm giác thật thôi, là thấy mình không có vô guồng, kiểu như mình chán á, không có nằm trong cái câu chuyện của họ đó. Cái này hay, cái này đúng. Chán nản là bởi vì nó không cùng sở thích. Nãy giờ em thấy câu nào anh cũng nói đúng hết trơn anh Thành. Không, trên đời này có nhiều cái đúng. Nãy bên kia cũng phân tích đúng cuối cùng trên bảng không có. Là anh không đó. Anh luôn hả? Em để ý anh nãy giờ đó. Chết như là em gài hay sao á. Ừ. Em là MC em gài cho Thành, em không phải là ba phải, bên nào em cũng đúng hết. Em không phải là ba phải, nhưng em được chương trình phái xuống để làm rối mọi người. Dạ. Rồi, quyết định nào. Em nghĩ là sợ bị hỏi nhiều. Sợ bị hỏi nhiều. Hỏi nhiều là sao em? Hỏi anh ấy cái này được không, cái kia thích không. Hay luôn. Quan trọng là đúng luôn, sợ mới nhức đầu. Ok, không, vẫn mua hết. Nè, bây giờ là chán cũng hợp lý nè. Mà sợ bị hỏi nhiều, cái đó cũng đúng luôn. Bây giờ chốt nè, cái gì? Em thấy hỏi nhiều. Ok. Ok, chốt. Được chưa? Đáp án cuối cùng là hỏi nhiều. Sai bét luôn á. Thể hiện quyết tâm nào. Sợ bị hỏi nhiều. Sợ bị hỏi nhiều. Đáp án là sợ bị hỏi nhiều, hợp lý. Đi suy từ em mà ra. Không mà đúng mà. Đúng rồi, lúc nào cũng hỏi đó, anh đó. Ơi có đẹp không anh, mà anh kêu không cũng mặc nữa, cũng tuyệt lấy nữa. 15 điểm cộng với 38 là 53 điểm, được nhân đôi là 106 điểm. Chúc mừng đội nam. Anh Thịnh cho em biết là cái cảm giác thực sự trong lòng anh thì anh thấy thế nào? Thật sự mà nói anh suy nghĩ là do mình cảm thấy mình không cần sự có mặt của mình á. Khi mà người phụ nữ hỏi mình á là bộ đồ này giá vậy được không anh, cũng chỉ là tham khảo. Và em mặc có đẹp không anh cũng chỉ là tham khảo. Cuối cùng họ cũng có quyết định của họ à. Mình đi cho có tụ vậy đó. Cuối cùng cũng đi tới cái kết là anh xách đồ về cho em. À vậy thôi. Em không đồng ý. Khi mà đàn ông không hứng thú đi mua sắm với phụ nữ thì em cảm giác như người đàn ông đó không quan tâm nhiều đến người phụ nữ của mình. Không cần biết là cô ấy mặc gì, không cần biết là cái gu thời trang của cô ấy như thế nào. Nhưng riêng cái này thì anh phải bảo vệ anh Thịnh cái chút này có nè. Lâu lâu một lần thì nó có ý nghĩa của cái việc đó. Có nghĩa là người đàn ông vì người phụ nữ làm một cái gì đó để cho vợ vui. Nói chung là cái gì cũng vậy, một chút nó còn cảm xúc. Bạn thì sao, bạn thắng? À, xưa là em hơi khác những người đàn ông khác một chút ở vấn đề khi đi mua sắm với phụ nữ. Khi đi mua sắm thì luôn là đi cùng nhau và em rất là muốn đi cùng Châu. Bởi vì sao? Em không thể nào để Châu đi một mình. Vì khi đi một mình thì sẽ mua linh tinh, mua những cái thứ không cần thiết về. Riêng cái trường hợp này tôi phải hỏi ngược lại là bạn là một fashionista thì đam mê của bạn là thời trang. Hai bạn đều có cùng đam mê đó. Dạ. Thấy không? Đây cái này là trời sinh cặp nè. Cái này là trời sinh cặp nè. Em hạnh phúc lắm luôn.
Đây là hạnh phúc rồi ạ. Chúng ta là mua sai đồ lắm không? Nãy em không nghe câu cuối hả? Sao chị? Tắng nói là sợ mua linh tinh tốn tiền. Là cái người này tiết kiệm và sợ là bạn gái mình sắm tầm bậy chứ con không có tốt lành gì đúng anh không Thái? Anh tiết kiệm. Anh Thành, anh thấy tiết kiệm đến nỗi mà cái áo đó là của ông này chứ không phải của bà. Là hai người mặc chung một cái áo. Trời ơi. Bước ra đây. Bước ra đây là anh xin lỗi em. Đây cái áo bên trong là của bà. Anh Thành. Ý cái áo này áo đàn ông thiệt. Lâm nói mới đi. Rộng cái, quá. Cái quần cũng là của ông. Cái quần của kia luôn đi đây. Vậy là bộ đồ chia ra 2, 4, 6, 3, 5, 7 ha. Chị Lê Giang, bây giờ riêng chị nè, chị cần một người đàn ông thích đi mua sắm với mình hay không? Chị không có cần. Tại vì á, có người đàn ông theo nó khó lắm. Vấn đề là khi mà mình lựa chọn, mình thấy đứng ngoài chờ đợi mình cũng tội người ta. Tội nghiệp. Với vấn đề là thấy nó không thoải mái cho mình. Ok, chúng ta đôi khi cũng phải lắng nghe ý kiến của đối phương để có thể dung hòa câu chuyện lại. Quý vị và các bạn thân mến, sau vòng đầu tiên thì đội nữ cộng lại 62, đội nam nhận được 106 điểm. Và chúc mừng đội nam chiến thắng 1-0. Chúng tôi sẽ trở lại với vòng 2 của chương trình sau vài phút giải lao, đừng chuyển kênh nhé. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Sao Hỏa Sao Kim. Đây là vòng 2 của chương trình. Phần thi game vận động này cần sự mạnh mẽ của đàn ông và cả sự khéo léo của phụ nữ thì mới có thể vượt qua được cái vòng thi này. Luật của trò chơi như sau: thành viên đầu tiên của đội sẽ đứng ở vị trí này, cầm cái gào múc bánh canh này, múc được càng nhiều xốp càng tốt. Sau đó thành viên này phải đổ xốp vào trong lon. Sau đó thành viên thứ hai phải tự đứng tại chỗ xoay 5 vòng. Sau khi còn được bao nhiêu muối, di chuyển sang cái bàn bên đây, đứng 90 độ và đổ cái phần xốp còn lại vào cái này. Đúng rồi, được bao nhiêu xốp, thành viên thứ ba sẽ đứng từ đây, nhận cái thùng này, đưa nó lên đầu và đứng từ bên đây. Lên cầu khỉ sẽ không được nhịn nữa mà phải buông tay mới được di chuyển. Sau khi di chuyển hết cây cầu, chúng ta sẽ đổ mút còn lại vào trong cái ô của mình. Đội nào nhiều mút hơn đội đó thắng, vậy thôi. Rồi làm nhanh đi. Mời đội nam thi trước. Anh thấy cái phần mà mút này nè, nó cần một cái người mà có cái cơ dẻo với lại khỏe. Chà, ở đây tập tạ coi bộ. Ông ra đô chưa chắc là chột, dẻo. Chột bên kia nó nhảy quá rồi. Em mút nha. Thế nó ốm mà nó mạnh quá. Ủa em, vậy em vô phòng gym làm gì vậy kìa? Đó. Cái này trụ được nè. Cái này trụ được đó. Trụ được là vô đây. Cái này nè. Là vai trụ được. Rồi còn anh đi thăng bằng thì để anh là thế mạnh thăng bằng mà. Bởi vì anh bị tiền đình mà. Vậy hả? Ok. Thưa quý vị, phân công đã rõ ràng. Chuẩn bị vào vị trí. Thời gian bắt đầu. Từ từ thôi. Cao lên. 90 độ. Rất khéo léo. Xoay. 1, 2, 3, 4, 5. Anh không được trợ giúp, chưa được trợ giúp. Bác, từ từ canh nè. 90 độ, đúng rồi. Tới. Đúng rồi. Tới phiên Đức Thịnh. Rồi. Cố lên anh ơi, hai bước. Hay quá. Buông tay nào mới được đi nha. Buông tay nào mới được đi. Đi lại từ đầu. Đi lại. Anh không muốn đi lại từ đầu, anh dịch thôi, đừng đi. Bảy con yêu nhìn nhận. Tiếp. Thần chuột ơi. Lùi lại. Rồi lật. Xích qua đó. Hay quá. Còn quay đi. Hồ quá. 1 2 3 3 3 4 Đùa lôi 5 Anh ở đây nè. Xíu. Cánh đàng hoàng. Cố gắng lên em. Chích tới. Nhìn lên. Chích tới. Rồi, hay quá. Múa đúng rồi nha.
Không được. Anh mà thấy nó chào là anh dịnh lại đừng đi nha. Đi ra từ đâu? Đi ra từ đâu? Trời đất ơi. Khó nè. Khó. Đổi người được không? Đổi người được không? Không được. Kia. Năm, bốn, ba. Ba. Hết giờ. Một tràng vỗ tay nào nhiệt cho đội Nam. Và bây giờ sẽ là lượt của chị em phụ nữ nhà mình. Chuẩn bị. Lượt chơi của đội nữ bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố. Ok. Ba mẹ ơi. Tao ai đừng cỏ vũ nè. Cỏi té đi nha. Cố lên giờ ơi. Thoải mái, nhẹ nhàng. Đúng rồi. Đi chân ngang, thẳng người lên, wow. Thẳng người lên. Để chị Giang vô. Thôi một không được, cứ thẳng lên, thẳng lên rồi, đúng rồi, cao lên, cao lên. Chắc rồi. Rồi em đi. Yeah. Cổ lên, cổ lên. Mỗi lần tới cái độ này tôi muốn chết luôn thiệt á. Tội chị Giang quá. Không có làm được đúng không ạ? Rồi, được rồi, đi qua đây. Thẳng lên ngay, đứng thẳng lên. Đúng rồi. Nghiêng. Trời ơi. Ba mươi giây cuối cùng. Hết giờ. Thưa quý vị, với phần dự thi của nghệ sĩ Lê Giang, sự sống sót của Châu Bùi là một kỳ tích của chương trình. Chết rồi.
Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy kiểm tra kết quả của họ. Mời hai đội trưởng. 1, 2, 3. Thưa quý vị, sau một thời gian gõ liên tục vào đầu đồng đội thì đội của Lâm Vĩ Dạ, Lê Giang và Châu Bùi đã thua thảm hại trước đội Nam. Xin chúc mừng đội anh Đức Thịnh. Đây chỉ là một kết quả cho thấy sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ mà thôi. Đúng. Yeah. Và kết quả phụ thuộc vào quý vị khán giả tại trường quay. Quý vị thấy đội nào chơi nhiệt tình hơn, chơi thông minh hơn, quý vị hãy bình chọn cho họ. Và thời gian bình chọn bắt đầu. Thưa quý vị, số phiếu khán giả dành cho hai đội là 3. Và xin chúc mừng đội nữ. Quý vị và các bạn thân mến, sau vòng 2 của đội nữ đã cân bằng được tỷ số 1-1. Hiện nay tỷ số này vẫn chưa nói là được điều gì, bởi vì vòng thi cuối cùng sẽ được nhân đôi số điểm. Những cuộc tranh luận nảy lửa, thú vị, hồi hộp. Xin chờ đợi trong giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị, và đây là vòng thi thứ 3. Chúng ta sẽ có hai đội lên để bốc thăm. Ở đây tôi có hai phiếu, sẽ có một phiếu là bên và một phiếu là chống. Đội nào bắt được phiếu bên phải bên tuyệt đối, đội nào bắt được phiếu chống phải chống tuyệt đối, mặc dù trong đầu các bạn không nghĩ như vậy. Sau cái trò chơi này, chúng tôi sẽ có một phút nói thật. Lúc đó mỗi cá nhân sẽ được nói lên suy nghĩ thật sự của mình. Chủ đề của chúng ta là phụ nữ mua sắm như một bản năng. Mời hai đội trưởng. À, Vĩ Dạ. Ủa? Nhận được phiếu chống từ quý vị. Và anh Thịnh nhận được phiếu bên. Cái này mới vui nè. Cái này mới vui nè. Đôi của anh Thịnh. Ở mình bên á. Mỗi một người phải đưa ra một lý do để bên vực. Chúng ta bắt đầu. Ai sinh ra cũng có một bản năng, do đó chúng ta phải nhường nhịn họ. Mình phải nhường nhịn, đàn ông phải nhường nhịn đúng không anh? Nhớ kỹ điều đó về nói vợ mình nha. Ok. Nhường nhịn thì cũng nhường nhịn vừa phải thôi đúng không? Chứ đâu phải là hở cái là đi sắm đâu. Không có bản năng gì cả, do bản thân mình đây nè. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Người phụ nữ phải đi shopping đồ này nọ, mua những cái vật dụng về cho gia đình mình, để thể hiện mình là người phụ nữ mà công chung ngôn hạnh. Đồ này nọ, đồ này nọ, đồ này nọ là chồng mới thương. Đó. Này nọ, có vụ này nọ nè. Có đồ này nọ có nghĩa là một người phụ nữ chuyên lo về gia đình. Nên đàn ông phải chấp nhận đúng không đúng em? Phải chấp nhận. Em có nói thật lòng không? Dạ lát em nói sao. Cái gì cần thì chỉ cần mua một cái thôi, còn cái gì mà cũng mua đến 5-6 cái thì bao nhiêu tiền cho vừa ạ? Bao nhiêu tiền cho vừa? Em ơi, trên đời này không có sinh vật nào mà hy sinh bằng phụ nữ hết. Họ đẻ ra mình luôn mà, họ nuôi mình lớn lên luôn mà. Do đó họ chỉ có một sở thích nhỏ xíu thôi là mua sắm. Phải mua sắm. Phải hy sinh cho người ta chứ. Hy sinh là nhớ nha anh Thịnh. Má anh Thịnh ơi, em ngưỡng mộ anh. Thành Thúy sẽ rất thích điều này. Mà bây giờ tôi hỏi nè, mua sắm nhưng mà cái trước tiên có tiền không mua sắm? Tiền nữa. Tiền thôi. Vấn đề trụ cột nó vẫn là tiền. Trời ơi, trời ơi. Chị ơi, ví dụ ngày xưa mình chơi đồ hàng đi, mấy nhỏ con gái rồi mềm đi chợ đồ hay nọ, là cái bản năng là những đứa bé gái đã có bản năng là mua sắm thích shopping rồi. Đàn ông nào mà ngày xưa mà chơi thành 3-4 tuổi mà thành tao mày đi chợ không có. Là người phụ nữ được cái bản năng là từ nhỏ rồi, người phụ nữ phải mua sắm cho gia đình. Có nghĩa là phải chấp nhận cho người ta. Phải chấp nhận. Nó gọi là bản năng, nghĩa là nó không hề có ý thức. Bản năng là gọi là phản xạ vô điều kiện. Phản xạ vô điều kiện. Không suy nghĩ. Và không có lý trí, không suy nghĩ. Cho nên là em nghĩ những cái gì xuất phát từ bản năng nó cũng không tốt. Chúng ta chỉ nên chống những cái gì mà nó xấu thôi. Còn bản năng này nữa,
không có gì gây xấu hết trơn. Mua sắm là mua sắm cho ai? Hay quá đó. Mua sắm là cho nhà, cho cửa, cho con cái, cho chồng mà. Tại sao lại chống? Tại sao lại chống? Trời ơi, sao mà dễ dãi vậy tụi cưng? Đúng không? Đồng tiền của tụi cưng làm ra rất mệt. Khi mà mình đưa tiền hay là mình làm cái gì, mình phải kiểm soát coi vợ mình nó xài đúng hay sai. Chứ đâu phải muốn xài là sai. Muốn xài là sai. Đàn ông kiếm tiền về để làm gì? Là cho gia đình, đúng, cho vợ đúng, con đúng, đúng. Mà vợ mình đi mua sắm thì là mua sắm hộ mình, mua cho gia đình, cho con cái. Mình đỡ phải đi, mình chỉ phải đi kiếm tiền thôi. Không quên. Đã có người nó lo rồi. Không quên. Em ghi âm câu này rồi nhá. Đi về đưa hết tiền đây. Tạm thời những lý lẽ tới đây là đủ cho câu đầu tiên. Tôi đưa ra mệnh đề thứ hai. Đàn ông không hề biết quan tâm đến sở thích mua sắm của phụ nữ là đàn ông khô khan. Mời hai đội trưởng bốc thăm. Ai chủ đề mua sắm? Dạ. Chúc mừng. Anh hỏi coi, anh bên luôn đúng không? Bên luôn. Mời anh. Tôi nói thiệt luôn á. Em nói thiệt đi anh. Đàn ông mà không biết chiều vợ. Đúng. Không biết quan tâm đến những chuyện cái sở thích mà sở thích của vợ. Đặc biệt của vợ là vứt đi. Vứt đi, vứt đi. Đúng. Coi chương trình này giùm chị đi. Tại vì sao? Tại vì sao? Trời, đừng có tưởng người ta ở nhà, ta làm việc nhà là không áp lực. Áp lực dữ lắm. Cho người ta thỏa mãn một chút xíu đó. Đúng. Hiểu không? Rồi mình chiều người ta, mình ngọt ngào ta. Đàn ông thì phải làm những việc lớn rồi, cho nên là đầu óc đôi khi là không thể nghĩ được đến những sở thích riêng của phụ nữ. Hay như người yêu cũng thế, ở nhà đôi khi là làm những cái việc của cửa hàng, phải kiếm tiền nhiều rồi, thì đương nhiên là những cái sở thích nhỏ nhỏ là đi mua sắm thì em có thể tự lo được. Cho nên là đấy là việc bình thường thôi, em thấy không có sao cả, đúng không chị? Đúng, đối với em là bình thường, đàn ông không cần quan tâm. Đúng. Ừ, vâng. Đúng. Em Lâm. Dạ thưa anh. Là đó, cái đó là cái điều lãng mạn nhất đó. Ngày xưa là mình tặng bông, tặng hoa, tặng hột sòn cho người yêu của mình. Nhưng mà bây giờ mình không có thời gian, mình cứ cuốn vào công việc thì mình để cho phụ nữ mua sắm, đó chính là cái điều lãng mạn nhất. Đúng. Là thời gian bây giờ mình cứ mọi người ơi thì thời gian rồi đi mua sắm của cô ấy đúng không em? Đúng rồi, để cho người phụ nữ thỏa mãn cái cơn thèm khát mua sắm của mình. Đúng. Đó chính là cái điều gì đó mà nó rất là dễ thương và đáng yêu. Vậy có bao giờ em đi dẫn vợ em đi mua sắm chưa? Dạ chưa anh ơi, chưa anh ơi. Em mới thay đổi quan điểm. Mới thay đổi. Dạ. Em mắc cười quá, em không nói được gì hết thiệt luôn á. Em không có lý lẽ gì trơn. Em không ngờ mấy ông đàn ông này ông nói xạo mà không chớp mắt luôn á trời. Hiện nay ở cái mệnh đề thứ hai, lại một lần nữa đội nam có vẻ mạnh hơn. Đúng rồi, nói xạo hay. Chúng ta đã biết mệnh đề thứ ba. Đàn ông chỉ mua sắm theo đúng nhu cầu. Rồi đỡ. Chống nè. Anh Thịnh chống, em bên. Tôi nói lại nha, đàn ông người ta chỉ đi shopping khi người ta cần thôi. Chứ đàn ông không cần thích shopping. Bậy, quan điểm là bậy. Bậy quá bậy. Đàn ông nhiều khi mua đồ chưa chắc vì họ cần, mà cũng vì một chút sĩ diện nữa. Có những thứ anh không cần nhưng mà anh vẫn mua. Thí dụ? Ví dụ như là laptop đi ha. Anh đã có một cái rồi, nhưng mà người ta ra một cái mới và anh thấy đồng nghiệp của anh có một cái đó, thấy nó đẹp. Anh muốn có một cái cũng ngang ngang như vậy, để mình là sếp mà mình phải xài cái nó cũng tương tự như vậy hoặc là hơn như vậy. Đó là thật ra anh không cần lắm nhưng anh vẫn mua. Trời, cái gì mà mê gì kỳ cục vậy? Em cảm thấy rất là đúng. Bởi vì sao? Là bởi vì em thấy bằng chứng sống là ông xã em, ông chỉ mua đúng những cái gì ông cần. Giống như là ông nói là em ơi, hôm nay là anh cần một cái áo sơ mi, anh sẽ đi mua đúng một áo sơ mi đó. Còn em thì không đồng ý. Đúng rồi, đúng không anh? Không đồng ý. Không đồng ý bởi vì sao? Khi ví dụ em đi chơi đi, ví dụ em đi chơi em thấy cái đó nó hợp với em thì em cũng mua, nhưng mà em thấy cái đó hợp với chị Giang, em nói ôi rồi bà Giang mới hợp với này nè, thôi về mua đi dành tặng bả cũng được luôn. Dạng dạng như vậy để thể hiện cái sự mà quý mến nhau. Đúng rồi, thấy đẹp là mua rồi. Đúng rồi, làm cho con người chúng ta thú vị hơn, không có bị nhạt nhẽo đồ này nọ. Hay quá, nãy giờ cái đội này nãy giờ hai cái mồm mồm năm miệng mười mà lý lẽ hợp lý bộ. Em nói cái gì em nhớ nha. Dạ. Sau cái game này xong là đi ra ngoài đường có gặp cái nào đẹp là nhớ mua cho chị nha. Em dư tiền lắm Lâm. Nhưng mà chị nói nghe nè cưng, đâu có cần thiết phải vậy cưng. Thí dụ con thấy cái món đồ đó thích quá, con nó hợp với chị Giang, thì cưng phải nói chị Giang ơi chị đang đâu vậy, chị ra chị tự chị mua cái áo này về mặc đi. Nó thiết thật chứ ở đâu mà anh bao đồng dữ vậy. Anh bao đồng mà anh tự nhiên đúng phí phạm đàn quá. Ông ít khi ta bao đồng vậy lắm. Đúng rồi. Nhiều em không đồng ý, bởi vì như em chẳng hạn, ở nhà bật điều hòa em thấy da hơi khô,
thì em mua một cái tạo độ ẩm. Nhưng mà em thấy nó hơi ẩm quá, em lại mua một cái máy bên cạnh là máy hút ẩm. Thì hai máy nó đánh nhau. Đáng lẽ là thực sự không cần thiết là mua hai cái máy đấy thì nó không khí nó vẫn có như thế. Có nghĩa là một mình em nghĩ ra thiếu rồi mua cái tạo xong rồi cái em lại chống. Đúng rồi, thực ra là không cần có thiết. Có nghĩa là đàn ông mua đồ rất rảnh. Em thấy quá điêu luôn. Tại vì bình thường mà buổi chiều em đi chợ chẳng hạn thì hoặc là em nhờ Thắng đi chợ cho em thì bảo mua thịt thì sẽ chắc chắn là chỉ vào hàng thịt và mua đúng cái thịt của mình cần mua thôi. Còn em mà đi mua thịt thì em sẽ phải đi vào mua thịt này xong đi ra mua thêm gia vị, đúng không chị cũng thế. Đúng rồi. Mua xong một chọn các loại gia vị còn loang thang rất nhiều và mua rất nhiều chứ còn đàn ông có giờ mua thêm các đồ cho gia đình đâu ạ? Quan niệm vậy là sai đó, đàn ông nhiều khi mua không theo nhu cầu mà theo phong trào nữa. Ví dụ như tụi anh đá banh mua những đôi giày đinh của sân cỏ đã có 7-8 đôi giày rồi, thế nhưng Ronaldo mới ra một cái đôi giày mới, thế là cũng hùa theo đám bạn bè mua cho bằng được cái đôi đó, cái màu đó để do giống Ronaldo. Em không biết nha, đối với em, chồng em rất là đàn ông. Vì không bao giờ mua bất cứ thứ gì hết, để em mua thôi, đó mới là đàn ông. Ok. Tin rằng là từ nãy giờ các khách mời đang rất là khó chịu bởi vì họ đang phải nói những điều chưa chắc thật lòng họ nghĩ ra. Bởi vì nếu như mà để nói về bản thân mình thì họ chắc chắn họ sẽ không nói như vậy. Tại vì những điều họ nói từ nãy giờ họ ca ngợi, ca tụng và họ đã phá, biết đâu có họ trong đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bàn kỹ về chủ đề này qua những phút nói thật. Chúng ta bắt đầu với đội nam. Mời Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm, anh nghĩ sao về việc phụ nữ mua sắm là một điều hoàn toàn nên thông cảm? Dạ thông cảm một phần nào đó thôi, nhưng mà phụ nữ ơi, em nói thiệt bằng trái tim của mình. Trái tim. Thật sự những người đàn ông đi làm cực khổ lắm. Thí dụ như công việc của em làm livestream muốn rớt cái lử gà luôn. Thiệt sự luôn, là kiếm từng đồng từng cắt rất là cực khổ. Mình mua thì mình cũng phải suy nghĩ cái gì đáng mua và cái gì không nên mua. Không cấm phụ nữ đi shopping, nhưng phụ nữ ơi, hãy shopping hợp lý và mình nghĩ đến cái đồng tiền mà người chồng mình cực khổ ngày đêm. Mọi người ơi, mọi người ơi. Và đôi khi mình cũng phải nên đi shopping cùng vợ không? Dù đi chợ, em muốn đi chợ cùng vợ để mua đồ ăn, đồ này nọ về hai chồng nấu ăn sẽ hạnh phúc, sẽ dễ thương hơn. Còn mà đi shopping mua quần, mua áo thì em không có thích. Nhưng vợ em có thỏa thuận với em được điều đó không? Hay là vợ em lâu lâu vẫn muốn chồng mình ở bên cạnh trong những lúc mình đi shopping? Dạ chưa thỏa thuận gì hết, nhưng mà chắc sau chương trình này em về sẽ thỏa thuận lại. Em hài lòng với cuộc sống hiện tại chứ? Em rất là hài lòng cuộc sống hiện tại. Em mong là cái cuộc đời em từ đây đến già là nó vẫn y chang như vậy là em hạnh phúc như lắm vậy rồi. Đúng không? Dạ. Giúp cho em lưỡi gà em tốt, đánh cho đều để mọi người ơi hàng đêm, để khán giả không thể nào quên cái giọng nói đó của em. Dạ. Chúc em thành công kiếm thật nhiều tiền về cho bà xã đi shopping nhé. Dạ cảm ơn anh Thành. Cảm ơn em. Mời Châu Bùi và cả Minh Thắng. Bình thường Châu có phải là người ham mua sắm không? Nhưng mà trong trường hợp này có vẻ là ngược lại. Thật ra thì là bọn em yêu nhau thì là cả hai đều thích mua sắm. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà khi mà cả hai đã thực sự yêu nhau này, hay là thực sự là cả hai đã là vợ chồng rồi, thì chúng ta mua sắm sẽ luôn luôn biết chừng mực. Và chúng ta sẽ luôn biết nghĩ đến tương lai và nghĩ cho hai đứa nữa, chứ không phải là sẽ là thích gì cũng mua. Vậy nói về cái chuyện mà những người đàn ông họ hay đi mua sắm với phụ nữ, đối với họ là một ám ảnh, là một cực hình. Bạn nghĩ như thế nào? Bạn có cảm thấy như vậy không? Em không cảm thấy như thế. Có lẽ em là số ít, một trong số ít những phần trăm hiếm hoi và có suy nghĩ ngược lại. Em thì cảm thấy thực sự hạnh phúc khi có thời gian đi mua sắm cùng người mình yêu. Bây giờ mình phải nói ngược lại. Bé Châu có cảm thấy rằng là đôi khi người phụ nữ cũng phải nên hiểu cho người đàn ông rằng là đôi khi người ta không có cái sở thích đi mua sắm? Tại vì mỗi người là sẽ có một sở thích riêng. Và em nghĩ là phụ nữ mà đẹp nhất chính là phụ nữ độc lập, tự kiếm tiền và tự làm đẹp cho bản thân mình. Và mình tự kiếm tiền được thì mình có thể tự hưởng thụ. Quý vị thấy không quý vị, tôi không biết tôi nói sao. Họ đứng đây họ chia sẻ rất tự tin và họ trẻ trung hiện đại, dám làm việc, dám yêu, dám sống, dám hưởng thụ. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Mời hai đội trưởng đưa ra vài lý lẽ để bảo vệ cho đội mình và kêu gọi bình chọn. Xin mời Vy ạ.
đối với những người phụ nữ mà có gia đình như em thì em lại thích mua sắm những cái vật dụng trong gia đình, như là trong nhà bếp và trong phòng ngủ, đó cũng gọi là mua sắm. Và em nghĩ là các ông chồng hãy hiểu hơn về phụ nữ, lý do vì sao mà phụ nữ mỗi lần mà đi siêu thị là đi vài tiếng đồng hồ, bởi vì phải lục trong đầu ra coi là ở trong gia đình mình còn thiếu cái gì, ở cái giường ngủ mình thiếu cái gì, ở trong cái bếp thiếu cái gì, trong nhà tắm thiếu cái gì, cho nên là rất là mất thời gian về những vấn đề đó, chứ không phải là mua sắm là xấu. Cảm ơn Vy Dạ. Xin mời nghệ sĩ Đức Thịnh. Là đàn ông thì phải nên rộng rãi và rộng lượng. Mua sắm là bản năng của phụ nữ, cũng giống như khi một người con gái đẹp đi qua, đàn ông phải nhìn đó là bản năng của đàn ông. Nếu như bạn cảm thấy khó chịu về cái mua sắm của phụ nữ thì bạn liệu bạn có thấy cái đẹp bạn có nhìn hay không? Do đó tôi ủng hộ hoàn toàn. Vấn đề ở chỗ là đã nói dùng bản năng, chúng ta là con người chúng ta phải kiểm soát được nó, đừng để mình làm nô lệ của nó. Và nên chăng một người phụ nữ tuyệt vời ở chỗ là hãy biến những cái buổi mua sắm của mình thành buổi lãng mạn. Vâng, rõ ràng đôi nào cũng có những lý lẽ của họ. Quý vị nghĩ sao? Yêu thích lý lẽ của đôi nào, hãy bình chọn cho họ. Bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, với lượt bình chọn vừa rồi, xin chúc mừng cho đội Nam đã chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Xin gửi tặng cho Lê Dương Bảo Lâm và bạn Minh Thắng một món quà lưu niệm đến từ Sao Hỏa Sao Kim. Và cảm ơn chị Lê Giang cũng như là bé Châu Bùi đã đến với chương trình. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Chương trình của chúng tôi Sao Hỏa Sao Kim do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình rất hân hạnh được sự đồng hành của công ty điện tử LG. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mà ảnh cua chị á, là tao nói ngày nào cũng qua chở chị đi dạo phố, ăn uống. Bây giờ thì sao? Điều đó nó đã không còn nữa em ạ. Đó, nó gọi là dở mộng á. Hôm qua mới đủ đi chung với nó, nắng của ông đi chứ bộ đó anh Nghĩ sao? Đủ em đi coi đá banh, có đá banh, có đá banh.